Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo về vụ giết người tạo hiện trường giả xảy ra tại địa bàn tỉnh Đắk Nông. Hung thủ là ông Đỗ Văn Minh, 49 tuổi, bí thư đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Theo đại tá Hồ Văn Mười, giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã thông tin đến giới truyền thông báo chí rằng ông Minh đang nợ số tiền lớn trên 10 tỷ đồng. Theo điều tra, thì đầu năm 2020, ông Minh đã mua một gói bảo hiểm trị giá hơn 200 triệu đồng. Nếu nghi can này chết, thì gia đình hung thủ sẽ được công ty bảo hiểm chi trả số tiền khoảng 18 tỷ đồng. Hi, xin chào quý vị khán giả kênh YouTube Bản Tin Sớm. Thì qua cái sự việc mà một ông bí thư xã đã giết người của mình để hưởng cái số tiền là 18 tỷ đồng chi trả từ bảo hiểm, thì hôm nay kênh YouTube Bản Tin Sớm có gặp được chuyên gia về bảo hiểm, anh Xuân Lập Nguyễn. Thì hôm nay chúng ta có thể là nghe anh Xuân Lập Nguyễn chia sẻ về cái vấn đề nhạy cảm này. Thì sáng giờ mình có nhận được rất là nhiều các câu hỏi. Thì hình như là có một bạn thì hỏi mình là cái trường hợp của anh Minh này á, thì anh có được bồi thường không, vì cái thời gian anh tham gia là nó rất ngắn với tham gia hồi tháng 4, đầu tháng 4 năm 2020 thôi, mà bây giờ sự kiện đã xảy ra thì anh có được bồi thường hay không, hay phải sau khoảng một cái thời chờ đợi nào đó. Thì đây là một câu hỏi cũng rất là hay. Thì nếu như trong trường hợp mà cái kế hoạch của cái đối tượng này mà thành công á, thì chắc chắn là đối tượng này sẽ được công ty chi trả với số tiền là 18 tỷ đồng đó. Tại vì đây là một cái hiện trường tai nạn, và tai nạn thì nó không có cái thời gian chờ và thời gian giới hạn thời gian. Yeah. Mà sau khi anh tham gia là chắc chắn sẽ được công ty bồi thường. Dạ, vậy thưa anh, thì nếu như mà cái vụ án này trót lọt hết thì bao lâu thì đối tượng sẽ nhận được cái khoản tiền chi trả từ bảo hiểm là 18 tỷ đồng ạ? Nếu mà cái vụ án là mà trót lọt và sau khi công ty nhận được đầy đủ hồ sơ xin yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, và cũng như là công ty có cái thời gian xác minh xong xuôi, thì sau hoàn tất hồ sơ sau vòng từ 15 đến 30 ngày là công ty sẽ thanh toán số tiền này. Dạ, thưa anh, thì số tiền đó là mình lãnh một lần hay là mình chia ra nhiều đợt mình lãnh ạ? Theo như tất cả các công ty bảo hiểm nay thì những cái trường hợp như thế này thì họ sẽ thanh toán một lần, tiền mặt một lần. Thì xin hỏi thêm anh là cái gói 18 tỷ này mình mua bao lâu thì mới được chi trả, và gặp những cái trường hợp như thế nào mới được chi trả cái số tiền 18 tỷ này ạ? Thường thì tham gia bảo hiểm nhân thọ thì nếu mà bệnh tai nạn á, tai nạn thì không có giới hạn về thời gian chờ, còn bệnh hiểm nghèo thì sau 90 ngày là sẽ được chi trả, còn tai nạn thì không có giới hạn. Còn nếu mà trong trường hợp mà các anh tự tử thì nó phải sau 24 tháng, tức là tương đương với sau 2 năm, thì khi anh tự tử anh vẫn được. Đó là ý kiến của anh Xuân Lộc Nguyễn, chuyên gia về bảo hiểm. Và kênh YouTube Bản Tin Sớm cũng đã tìm đến công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ và được chị Nguyễn Tường Uyên, giám đốc kinh doanh, chia sẻ. Với số tiền 18 tỷ thì những cái thủ tục giấy tờ để mà lãnh cái số tiền này có dễ không chị? Thủ tục của các công ty bảo hiểm bây giờ thì rất là đơn giản. Mình chỉ cần làm đúng theo hợp đồng. Ví dụ như khi khách hàng tử vong thì mình cần cung cấp cho công ty là giấy báo tử từ bệnh viện, hoặc là những bệnh viện có tính chất pháp lý để mình nộp về công ty. Cái người đứng ra làm thủ tục á, một là có thể là người thụ hưởng đã được đề trên cái hợp đồng khi người tham gia bảo hiểm họ có đề cập, thì cái người thụ hưởng đó sẽ mang chứng minh nhân dân lên cùng nộp với hồ sơ về cái người tử vong, chứng nhận về hồ sơ bệnh án, ví dụ như họ tử vong vì bệnh hay gì đó thì phải có cái giấy chứng nhận về cái đó. Thì trong vòng 1 tháng thì công ty sẽ chuyển toàn bộ số tiền về cho người thụ hưởng. Thế là chuyển một thẳng là 18 tỷ luôn hay là chỉ là từng phần, từng giai đoạn chị? Công ty sẽ chuyển trọn 18 tỷ cho khách hàng luôn chứ không có chia ra nhiều phần. Với cái hành vi là lừa đảo như vậy thì không biết là công ty có bảo hiểm có tiếp tục cái hợp đồng của cái hung thủ không ạ? Khi hành vi lừa đảo xảy ra và cái người được bảo hiểm họ đã tử vong rồi thì hợp đồng nó không còn cái tính chất pháp lý nữa và hợp đồng sẽ chấm dứt. Thì khi đó người nhà sẽ làm thủ tục lấy lại tiền trong tài khoản của hợp đồng của khách hàng, còn lại bao nhiêu thì công ty sẽ trả lại. Cái số tiền thì 212 triệu đã đóng trước đó có thể lấy lại được không ạ? Có thể lấy lại được sau khi đã trừ những cái phí của công ty bảo hiểm, chứ không phải là lấy trọn vẹn là 212 triệu.
bao lâu thì có thể lấy được cái số tiền này ạ? Thủ tục nó cũng trong vòng tầm 20 đến 30 ngày là có thể lấy được tiền ha. Hỏi thêm chị là với cái gói bảo hiểm nhân thọ 18 tỷ đồng này thì có quy định độ tuổi là bao nhiêu tuổi để mà có thể mua được cái hợp đồng này không ạ? Với gói sản phẩm hiện nay thì tuổi tham gia là từ 30 ngày tuổi đến 70 tuổi. Đó là một cái gói khá ưu đãi cho khách hàng, tại vì các công ty khác chỉ tham gia được khoảng tầm 60 đến 65 tuổi thôi. Theo Điều 213 Bộ Luật Hình sự 2015 về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm thì khung hình phạt cao nhất áp dụng với mọi hành vi chiếm đoạt tiền bảo hiểm sẽ bị xử phạt lên tới 7 năm tù giam.